Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọc. Trước nay thì mình làm rất là nhiều về máy tính bảng giá rẻ rồi. Chúng ta có Xiaomi, Lenovo đủ thể loại. Và hôm nay thì mình sẽ làm bạn một cái mẫu máy tính bảng mới đến từ hãng TCL. Cụ thể tên này đó là TCL Tab 11, cái mẫu máy tính bảng kích thước của nó có tầm 11 inch. Cũng nhờ những thông số cấu hình của nó mình rằng cũng khá là ổn, trong tầm giá chỉ khoảng tầm 5 triệu thôi. Còn 5 triệu TCL mang đến cho bạn những cái gì hay, những gì thú vị, chúng ta hãy cùng khám phá về máy tính bảng này trong video này nhá. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta trong video này, chiếc máy tính bảng TCL Tab 11. Em này về phần thiết kế thì cơ bản nó sẽ làm hoàn toàn bằng kim loại nhá. Và mình thấy rằng nếu mà xét về chất lượng gia công của nó cũng tương đối quê luôn. Vỏ rất là chắc chắn luôn. Có thể nhìn rõ ở cái phần mặt lưng này, chúng ta sẽ có những chi tiết ví dụ logo TCL ở đây này. Sau đó cụm camera AI ở đây. Phía phần này thì các bạn sẽ có cái giải nhựa ở đây dùng để bắt sóng, bắt wifi, anten đủ kiểu là điều. Nói chung xét về chất lượng build cũng như phần vỏ mình thấy khá là ổn. Tuy nhiên em này sẽ có điểm mình không thích lắm đây, đó chính là những phần cạnh viền của nó làm vuông quá, thành ra cảm giác của nó sẽ hơi sắc cạnh một tí khi chúng ta cầm vào. Còn ở phía cạnh trên sẽ là những yếu tố ví ở khay cắm thẻ nhớ này, gió mic thu âm, cũng như việc bạn sẽ có phím nguồn cũng như phím tăng giảm lượng ở đây. Loa ngoài xem một điểm mạnh em này nhá, khi chúng ta sẽ có tổng cộng 4 loa đây, gồm có 2 loa ở phía cổng sạc cũng như 2 loa ở phía phím nguồn, chúng ta sẽ có thể dễ dàng sử dụng mà các bạn có thể chay tay thoải mái cũng không thể chạy được hết luôn. Còn nói kỹ hơn về phần màn hình máy tính bảng ấy, kích thước các bạn sẽ có được ở đây đó chính là 11 inch, cũng như là việc tỷ lệ của nó là 5:3 nhá. Và màn hình ở đây sẽ là màn hình độ phân giải 2000x1200. Chúng ta sẽ có mật độ điểm ảnh đó chính là 213 ppi. Nói phần màu sắc và độ sáng ấy, thì rằng màu em này nói chung là hơi đục một tí, nhờ về cơ bản trong tầm giá cỡ khoảng tầm 5 triệu ấy, gọi là chấp nhận được. Còn nói phần độ sáng ấy, trong nhà mình để ngưỡng khoảng tầm là từ 40% cho đến 50% là khá là ổn. Còn nếu mà kéo lên 100% ấy, thì dĩ nhiên các bạn nhìn qua camera nó sẽ hơi bị cháy sáng một tí. Nhưng để mà nói, với cá nhân mình trải nghiệm với màn hình này, độ sáng là khá là ổn, không thấp quá. Và lưu ý các bạn một chút nhá, màn hình này chúng ta sẽ chỉ có tần số quét là 60Hz mà thôi. Một yếu tố nữa, nếu mà bạn quan tâm đến chuẩn Wi-Fi L1 ấy, thì khi chúng ta check bằng DRM Info nó vẫn sẽ có. Nhưng khi mình vào trong app Netflix nhá, check lại đấy, nó sẽ chỉ có Wi-Fi L3 mà thôi với độ phân giải phát lại là SD. Còn nếu bạn giải trí đơn thuần như chúng ta xem YouTube chẳng hạn, hoặc là các bạn xem trên web ấy, thì mình thấy rằng khả năng hiển thị em này vẫn tương đối tốt. Màu đen của nó, mặc dù đây là màn hình IPS LCD, nhưng nếu mà xét phần màu đen nhá, mình thấy rằng vẫn tương đối là sâu luôn khi mình nhìn trực diện như này ấy. Còn về loa ấy, thì công nhận nó cực kỳ to mồm luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho bạn nghe thử loa em nó. Nói chung về loa ấy thì mình nghĩ rằng em này được cái là to. Tuy nhiên nếu mà xét phần giải bass ấy nó thiếu khá là nhiều luôn. Chúng ta nghe mid ấy thì gọi là ổn. Còn nói về giá nhá, thời điểm hiện tại theo mình check em này tại Cellphone S ấy thì chúng ta sẽ có mức giá đó chính là 4.990.000 cho phiên bản mình đang có ở đây. Cụ thể thì các bạn sẽ có thêm những cái ví dụ tặng bảo hành VIP 12 tháng 1 đổi 1. Bạn nào mà quan tâm cũng như muốn sở hữu em này nhá, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả lại tham khảo tại Cellphone S. Còn nói phần thông số cấu hình ấy, ở đây như bạn thấy điểm AnTuTu mình đạt được sẽ 197.000 điểm. Và chúng ta sẽ có chip đó là Helio P60T, cụ thể mã của nó sẽ là MT8788. Còn nói về yếu tố khác, nhiều nhiệt độ tăng ấy sẽ 2.9%, còn phần trăm pin giảm sẽ 3%. Còn nói phần GPU em này nhá, với cái bài Wildlife Stress Test ở đấy thì chúng ta sẽ ổn định đó chỉ là 98.3%. Những điểm số của nó trụ không quá cao. Tiếp theo đó chỉ là xét phần nhiệt độ ấy thì nó sẽ tăng từ 28 lên 31 độ C. Phần trăm pin ấy giảm thì không quá là nhiều đâu, sẽ chỉ là từ 61 xuống 58% mà thôi, với cỡ khoảng tầm là 3%. Thế nên để nói khi thực hiện bài Wildlife Stress Test ấy thì đây là một mẫu máy nó cho phần trăm pin tiêu hao tương đối là ít. Còn đây là nói về phần đó chính là Geekbench 6 nhá, thì điểm số của nó khá là hạn chế ở đây. Cụ thể đơn nhân sẽ chỉ 303, còn đa nhân là 1075. Ở đây phiên bản Android của nó có được đó chỉ là Android 13. Nói kỹ hơn một chút nhá, thì em này đang chạy TCL UI đó chỉ là V5.0 ở đây. Và như bạn thấy thì cái giao diện của nó cũng được tùy biến icon các kiểu nào đi ạ, nhưng không tùy biến quá nhiều để giữ lại một cái giao diện có thể gọi là thuần gu tối đa. Có chăng là một vài cái TCL họ thêm vào, ví dụ ở đây họ sẽ có cái đó là NXT Vision. Một cái này sẽ giúp cho chúng ta cải thiện nhiều video này, màu sắc các thứ, nhìn hình ảnh nó cao cấp hơn, nó ngon hơn. Và một cái mình thấy khá thú vị nhá, khi mình thực hiện những thao tác nhiều vuốt chạm này, như cái animation của nó làm khá là ổn với một cái mẫu máy tính bảng trong tầm giá cỡ khoảng tầm là 5 triệu như này luôn. Nói chung là những thao tác đóng mở này, animation của nó không quá nhanh, mà biểu tượng khi chúng ta đóng vào ấy, cảm thấy là nó cũng khá là mượt.
Còn nói về camera ấy, thì cá nhân đánh giá em này nói chung chất lượng ở mức trung bình. Bởi vì sao? Khi mình sử dụng camera trước của nó, màu sắc mình thấy rằng nó sẽ hơi mờ nhạt, kiểu là hơi mờ mờ một tí. Và độ phân giải của nó sẽ đều là 8 MP. Và nếu mà nói chất lượng quay video ấy, thì nó sẽ chỉ dừng lại mức đó chính là Full HD và 30fps mà thôi. Cuối cùng là về pin, dung lượng đây sẽ là 8000 mAh, cũng như là sạc nhanh tối đa của nó sẽ là 18W. Và trong quá trình sử dụng em này nhá, mình cũng nhận ra một điểm yếu, đó chính em này có sóng anten đặt ở phía đằng sau. Thế nên nếu bạn cầm như này nó rất ok luôn, bắt sóng wifi thoải con gà mái. Nhưng nếu bạn để úp trên mặt bàn này, đấy các bạn để úp trên mặt bàn như này, thì sóng wifi của nó sẽ bị hạn chế phần năng, và khi đó khả năng bắt wifi của nó sẽ bị giảm đi phần nào. Cụ thể chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ bắt đầu tụt dần dần, như bạn thấy cái sóng wifi của nó sẽ bắt đi yếu đáng kể luôn. Và ngay khi chúng ta dựng thẳng máy lên nhá, để cho sóng wifi nó bắt được ấy, thì lập tức sóng ấy nó sẽ mạnh lên rất là nhiều, từ 80% lên một phát 94% luôn. Còn đây là hộp của em TCL này nhá, và mình phải công nhận một điều đó là nếu xét phần phụ kiện ấy, TCL họ cực kỳ chăm chút chúng ta luôn. Cụ thể ở phần phụ kiện đây nha, bạn sẽ đi kèm một bộ cáp sạc với 18W, tất nhiên là cổng A rồi. Tiếp theo các bạn sẽ có thêm một cái miếng dán màn hình ở đây nữa, nói chung là khá chỉn chu. Ngoài ra các bạn sẽ có thêm một cái ốp da ở đây nữa. Về cơ bản đây là một nhà xuất hiếm hoi trong tầm giá của tầm dưới 5 triệu, chúng ta tặng kèm nguyên một cái ốp da như này. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn về máy tính bảng TCL Tab 11 này. Một cái sản phẩm mức giá của chúng ta thời điểm hiện tại, nếu bạn mua tại 7S ấy, thì mức giá của nó sẽ là 4.990.000. Tất nhiên là bạn sẽ kèm theo những chương trình khuyến mãi khác mà bạn sẽ đọc kỹ ở cái phần bên dưới nhá. Các bạn đánh giá sao về máy tính bảng TCL Tab 11 này, cũng như là so sánh nó với những sản phẩm khác như Redmi Pad, hãy comment bên dưới. Và nếu mà bạn nào muốn làm một cái bài đánh giá nó chi tiết hơn ấy, cũng như là muốn làm một cái bài so sánh nữa ấy, thì hãy comment, mình sẽ làm cho bạn nhá. Mình sẽ chi tiết mượn về các thứ đúng kiểu đa điều luôn. Còn bây giờ xin chào các bạn trong các lần sau, nhấn like và subscribe của Khôi Ngọc nhá. Bye bye.